Theo số liệu thống kê của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Điện Biên, nếu tính từ cuối năm 2019 trở về trước, trung bình mỗi tuần, đơn vị tiếp nhận từ 20 đến 40 ca tai nạn giao thông do sử dụng rượu bia. Tuy nhiên, kể từ tháng 1 năm 2020 đến nay, trung bình mỗi tuần, khoa cấp cứu của bệnh viện chỉ tiếp nhận trung bình dưới 20 ca cấp cứu do tai nạn giao thông. Song không phải tất cả trong số đó đều sử dụng rượu bia. Qua cái theo dõi thì thấy thực tế là Nghị định 100 có cái hiệu quả đối với cái cuộc sống của người dân hiện tại. Tuy nhiên thì với cái chức năng và nhiệm vụ của đơn vị thì chúng tôi vẫn trên tinh thần là phải chuẩn bị đầy đủ cơ số, con người, vật lực cũng như là thuốc men để mà sẵn sàng có những để sẵn sàng cấp cứu, điều trị kịp thời những trường hợp mà không may tai nạn xảy ra, dù là nguyên nhân tai nạn rượu bia hay là có liên quan tới rượu bia hay là nguyên nhân tai nạn trong sinh hoạt. Song song với công tác điều trị, trực tiếp cứu sống những người bị tai nạn giao thông có liên quan đến rượu bia, đội ngũ y bác sĩ các khoa phòng của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Điện Biên còn chủ động tuyên truyền, vận động bệnh nhân và người nhà của họ chấp hành tốt luật phòng chống tác hại của rượu bia và Nghị định 100. Hiện tại anh đã thấy tác hại của rượu bia như nào, ảnh hưởng đến sức khỏe của mình. Nhất là khi tham gia giao thông thì mình không còn minh mẫn nữa, dẫn đến ảnh hưởng rất nhiều đến sức khỏe, không chỉ riêng anh và cả gia đình nữa. Bây giờ anh về nhà thì anh sẽ cố gắng tuyên truyền cho gia đình và tất cả những người xung quanh về tác hại của rượu bia và chấp hành tốt cái quy định của nhà nước về khi đã uống rượu thì sẽ không tham gia lái các phương tiện nữa. Người Việt thường có thói quen uống rượu bia, nhất là trong các bữa tiệc hoặc nhà có việc quan trọng. Tuy nhiên, khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông, để đảm bảo an toàn, con người cần phải có chức năng não bộ ổn định để kiểm soát mọi hành vi của bản thân. Nhưng khi uống rượu bia thì chức năng này sẽ không còn. Khi Nghị định 100 được ban hành, nhiều người dân Điện Biên đã coi đây là bước ngoặt lớn của đời sống xã hội, cũng là bước ngoặt của mỗi người trong việc đấu tranh tư tưởng với chính mình, uống hay không uống. Trừ người nghiện rượu, mấy ai uống rượu một mình. Khi bạn nhậu bị tai nạn, chính người đưa vào viện cũng có thể không còn kiềm chế được bản thân, sẽ có hành vi quá khích và thiếu tôn trọng bác sĩ. Chính vì vậy, mỗi người cần phải tham gia giao thông một cách có ý thức, không nên uống rượu bia khi phải điều khiển phương tiện để tránh những tai nạn đáng tiếc xảy ra. Vì có thể bạn bè, người thân và có khi là cả gia đình đang ngồi phía sau tay lái của chính mình.